Thưa quý vị, từ đầu năm cho đến nay, nước ta đã xảy ra rất nhiều vụ cháy thương tâm, gây tổn thất, mất mát lớn về người và của. Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an, trong nửa đầu năm nay, trên cả nước đã xảy ra hơn 2.200 vụ cháy. Cụ thể, trong 6 tháng qua, cả nước xảy ra 2.222 vụ cháy, khiến 57 người tử vong và 45 người bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ gần 128 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy đã tăng hơn 361 vụ, số người chết tăng hơn 14 người, số người bị thương không tăng, không giảm, thiệt hại về tài sản 71 tỷ 900 triệu đồng. Các vụ cháy chủ yếu xảy ra tại khu vực thành thị với 1.343 vụ, chiếm 60,4%, nông thôn xảy ra 879 vụ, chiếm 39,6%. Trong đó, cháy tại loại hình nhà dân vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất với 37%. 823 vụ, vụ cháy kho, cơ sở sản xuất kinh doanh chiếm 12,2%, 271 vụ. Các loại hình khác, mỗi loại hình đều chiếm tỷ lệ dưới 10%. Trong số 1.299 trên 2.222 vụ cháy đã được điều tra làm rõ nguyên nhân, thì cháy do sự cố hệ thống thiết bị điện chiếm tới 72,9%, do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt chiếm 18,3%. Các nguyên nhân khác, mỗi nguyên nhân đều chiếm dưới 10%.